cô giáo này thật quá xinh đẹp, đi đường đều có gió xuân vậy. Nhưng mà cô gái đẹp như vậy lại vì một tội về đạo đức nghiêm trọng mà phải lên tòa nhận tội. Ba cậu trai ở giữa đây là học trò của cô giáo, cậu đặt cược ba cái đồ ăn vặt với các bạn, nói rằng nếu mình ra mặt là có thể cưa được cô giáo. Kết quả vừa mới lên đài đã bị ngã ngựa, còn bị cô giáo phạt đứng một tháng. Nói đến cậu bé này thì vẫn còn là một thiếu niên nhiệt huyết đầy mình. Tất nhiên là nhận sai rồi. Cô ơi, em còn nhỏ, lần sau em không dám nữa. Cô giáo vừa nghe lần sau không dám nữa, lần này là thôi rồi đúng không? Vậy thì thế nào mới được đây? Thế nào mới là vẫn còn nhỏ? Nào đến đây cùng với tôi, xem cậu nhỏ như thế nào. Vậy nên cô giáo kéo cậu vào phòng làm việc. Sau đó thì trong phòng phát ra những âm thanh đánh mông. Cô giáo đang dạy dỗ học trò đúng không? Điều này chúng ta có thể hiểu được, nhưng mà âm thanh quá lớn thì lại không ổn rồi nha. Bên ngoài vẫn còn một học sinh nữa, cô đang cho học trò tự học cơ mà. Từ đó về sau, cô giáo lại tiếp tục dạy học như bình thường. Đối với Danny vô cùng quan tâm chăm sóc. Chỉ cần thi có thành tích tốt, tôi nhất định có phần thưởng. Cậu nhìn xuống bài thi, bên lại là 100 điểm. Ở bên trên còn viết chữ: à chơi vui nhờ, còn định làm gì mặt người ta nữa. Đúng là tiếng Anh mình xem không có hiểu á. Nhưng có một lần, toàn trường đang tổ chức mở hội nghị, ở bên sau rèm lại nghe thấy tiếng động lạ. Khi hiệu trưởng nghe thấy thì vô cùng tức giận: tôi còn đang ở đây cơ mà, ai dám làm gì vậy, mau kéo rèm lên. Cuối cùng lại hiện ra một màn khiến mọi người bật ngửa. Lần này cô giáo xinh đẹp cũng đang đánh mông Danny để dạy dỗ. Tất cả hội trường đều nhìn thấy một màn này. Chuyện này đúng là không áp đi được rồi. Chính quyền ở chỗ đó nói cô giáo đã phản bội lại lương tâm nghề nghiệp, bắt cô lên tòa. Cô giáo thì bảo mình chỉ yêu đương tự do thôi. Tôi làm như vậy thì là chuyện của tôi, với là cũng là anh tình tôi nguyện mà. Tôi đã có được kết tinh tình yêu đây này. Mọi người vô cùng kinh ngạc, hóa ra cô giáo còn mang thai cả luôn rồi. Nhưng mà quan tòa vẫn phán cô có tội. Tôi không quản chuyện của cô anh tình tôi nguyện, nhưng việc này vẫn là sai trái. Quan tòa phạt tù cô giáo 30 năm, đứa trẻ thì sẽ do người bố có quyền nuôi con. Cứ như vậy đi. Tan họp, sau khi quan tòa định tội, một màn này đã là tin tức hát trên tất cả mọi nơi. Cô giáo làm nhục học trò phản kháng dữ dội. Kết quả Danny đã trở thành anh hùng, còn rất nổi tiếng nữa. Các loại quảng cáo và lời mời âm nhạc đều tìm đến, cậu kiếm được không ít tiền nhờ nó, có một cuộc sống giàu có sung túc. Nhưng niềm vui thì không lâu, vừa mới chớp mắt đã qua 20 năm, Danny giờ cũng đã luống tuổi rồi, những huy hoàng của ngày xưa cũng chẳng còn. Anh đã trở thành một minh tinh hết thời, không còn cách nào phải liều mạng kiếm tiền. Với cả tất cả những tích lũy từ thời huy hoàng đã hết, luật sư nói với anh ta, nếu anh còn không trả hết khoản nợ thì tôi sẽ cho anh gặp cảnh sát đấy. Danny không còn cách nào khác, đành phải đi tìm người ngày xưa đã cho anh sự nổi tiếng. Ông ta đã nói cho anh một cách để cứu vãn. Danny, anh vẫn không phải là đã hết cách đâu. Anh mang con anh vào ngục gặp cô giáo đi. Tôi đã hẹn ký giả cho anh rồi, đảm bảo có thể hát hòn họt. Anh đi tìm con trai, nhưng con trai căn bản không đồng ý. Bao nhiêu năm nay, Danny chỉ chăm lo cho bản thân, căn bản chả quan tâm gì đến con cái, cũng chả có tí trách nhiệm làm cha nào. Danny rất buồn rầu nhìn con trai không đồng ý đi với mình. Sau đó anh đã nghĩ ra một cách, chơi trò chơi tình cảm. Ngày hôm đó anh đã kéo con trai mình đến quán bar. Con trai thì vẫn là con thôi, làm sao qua được mắt bố. Sau vài cốc bia, con trai anh đã vui quên trời đất rồi. Nhân cơ hội đó, anh đã đưa cho con trai đồ vật mà cô giáo năm đó đã đưa cho anh, giúp con trai nhớ đến tình cảm giữa hai người. Một buổi tối nỗ lực cũng không mất công, con trai đã đồng ý đến gặp cô giáo với anh. Nhưng lúc đó Danny lại có điểm hối hận rồi. Anh cảm thấy mình đã phụ lòng con trai, không muốn lợi dụng con trai nữa. Nhưng lúc này con trai anh lại đang trên đường đến nhà tù rồi. Khi ở trong nhà giam, ba người gặp nhau. Cô giáo 20 năm trước vẫn đẹp như vậy, cô giáo 20 năm trước vẫn đẹp như vậy. Còn làm động tác uống nước quen thuộc này, Danny và cô bắt đầu nói chuyện. Cô giáo dùng tay để minh họa một vòng tròn, còn Danny thì lại giơ một ngón tay ra. Nói chung là có ý gì vậy, tôi xem không có hiểu nha. Nhìn sang con trai ngồi đó mà xem siêu ngượng luôn. Cũng tại lúc này, một cái mic rơi ngay xuống phía dưới, ký giả xuất hiện. Con trai đã hiểu ra tất cả, anh vô cùng tức giận rời khỏi đó. Danny không muốn mất đi con trai, nên anh đã chạy theo xin lỗi. Nhưng mà lúc mở cửa lại nhìn thấy con dâu đang cùng người khác vụng trộm. Con dâu nói rằng chỉ cần Danny giữ kín bí mật này thì sẽ cho anh một số tiền phí giữ miệng. Đối với sức mạnh của đồng tiền, Danny lại không bị lay động nữa. Cổ nhân có câu, uy võ thì không cúi đầu, bần tiện cũng không được dao động. Lần này tôi muốn nói đến trách nhiệm của một người cha. Tiền có thể không cần, nhưng không thể phản bội người thân. Danny quyết định nói với con trai tất cả. Ở trong màn hình TV, tất cả mọi người đang cổ vũ, Danny cũng ở đó. Trong màn hình là một anh béo đang chạy, ngã rất nhiều lần nhưng rồi cũng đứng dậy đi tiếp, còn giành thắng lợi cuộc thi marathon. Danny hét lên cổ vũ cho anh béo, bởi vì anh nhìn thấy trên người anh béo có một loại khí chất không khuất phục như mình ngày xưa. Thời gian đẹp để anh lãng phí tuổi trẻ làm người thân thất vọng, nhưng mà anh tin mình như anh béo kia sẽ nhất định đứng dậy sau khi ngã. Thông qua nỗ lực cuối cùng cũng thắng được một lần. Audio Jungle.